Ngày 7 tháng 5, bệnh viện K phong tỏa liên quan đến các ca nhiễm COVID-19 tại bệnh viện. Những ca bệnh nhân ngoại trú chỉ có thể ở ngoài và chờ đợi thông báo của bệnh viện. Bởi giờ với họ, về cũng không được, mà ở thì cũng khó khăn, chồng chất khó khăn. Cô Tuyển ở Ninh Bình lên chăm chồng chuẩn bị nhập viện điều trị tại bệnh viện K Tân Triều. Thế nhưng mà vì dịch bùng phát, bệnh viện đóng cửa, vợ chồng chị vẫn phải ở lại khu nhà trọ để chờ đợi bằng những suất cơm từ thiện như thế này. Bác sĩ là bảo là nhập viện, thế là tôi với Tất Tuổi là lên thì là cũng cho ông ấy đi chụp chiếu các thứ rồi, giờ đợi ngày kết quả thì là dính vào COVID. Giờ bây giờ thì chúng tôi nói thật là cũng mắc kẹt, là ra cũng không ra được nữa, mà vào cũng không vào, về cũng không về được, là cứ chịu chết ở nhà trọ đây. Bệnh tình thì cứ càng ngày càng nặng ra. Bây giờ cứ mỗi lần ông kêu khó thở lại lo, lại cứ rơi nước mắt mà lo thôi. Với những bệnh nhân ung thư thì đợt dịch này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc điều trị và sức khỏe của người bệnh. Dẫu vẫn còn nhiều nỗi lo, thế nhưng mà họ cũng bất lực khi bệnh tình ngày càng nặng hơn. Ở đây thì thuốc cũng không có, chúng tôi cũng không biết là mua thuốc gì uống, mà cũng không biết là chữa bằng cách gì, chỉ có biết là trông chừng vào bác sĩ. Mà bây giờ bác sĩ thì lại tránh COVID thế này là cũng không tiếp dân nữa, mà cũng đang là không, nói chung là bất di bất dịch, không ai ngồi đâu cứ ngồi đấy. Vậy nên chúng tôi cũng không biết làm sao được. Giờ chỉ mong là nhà nước cho chúng tôi chuyển tuyến về tuyến dưới để cho nhờ là bác sĩ ở tuyến dưới thôi, thì chữa sống được ngày nào biết ngày đấy. Bài học về bùng phát dịch trong bệnh viện đã để lại nhiều hậu quả nặng nề cho ngành y tế và người bệnh. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để đảm bảo an toàn trong công tác khám chữa bệnh cũng như sức khỏe của nhân viên y tế, các bệnh viện đã triển khai đồng loạt các hoạt động, trong đó có thực hiện nghiêm túc việc sàng lọc bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến khám ngay từ cổng bệnh viện. Trường hợp bệnh nhân có nghi ngờ sẽ được cách ly để khám và điều trị theo hướng dẫn. Từ trước đến giờ chúng tôi đã trải qua đến đợt sóng, lần sóng này lần thứ tư. Tất cả những bệnh nhân vào chúng tôi đều được cách ly và được đảm bảo công tác phòng hộ một cách an toàn tuyệt đối. Và khi chúng tôi chuyển trạng thái tiếp nhận bệnh nhân F0 và khi chúng tôi không tiếp nhận bệnh nhân F0, chúng tôi làm công tác khử khuẩn và tiếp tục tiếp nhận những cái bệnh nhân được có FX từ tất cả các nơi quận, huyện và các bệnh viện chuyển tới để tiếp tục theo dõi và cách ly những bệnh nhân, những yếu tố nghi ngờ. COVID-19 không chỉ xuất hiện ở một số địa phương như trước đây mà đã lan rộng ra nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Đặc biệt dịch lần này bùng phát đã tấn công vào các bệnh viện, nơi tuyến đầu chống dịch. Chính vì vậy hơn ai hết, mỗi nhân viên y tế phải luôn ý thức được trách nhiệm, nhiệm vụ cao cả của mình trong cuộc chiến phòng và chống dịch bệnh, để có thể vừa đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người bệnh và an toàn trong chống dịch. Bên cạnh đó, mỗi người cần thể hiện trách nhiệm với cộng đồng thông qua những việc làm giản đơn thiết thực. Đó là việc tự giác thực hiện khai báo y tế, thực hiện cách ly nếu thuộc diện quy định, chấp hành tốt quy định phòng chống dịch của chính quyền các cấp, nâng cao ý thức trong việc tự bảo vệ mình với việc đeo khẩu trang khi đi ra đường, thường xuyên sử dụng dung dịch sát trùng diệt khuẩn. Khi thực hiện những việc này, trước hết, mỗi người đã tự bảo vệ sức khỏe của chính mình, đồng thời cũng thể hiện trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng, trách nhiệm của công dân đối với đất nước. Bởi dù nhỏ, nhưng mỗi việc làm góp sức chống dịch của từng người cũng là sự đồng lòng chung tay vì sức khỏe của cộng đồng, vì một Việt Nam an toàn và phát triển.